cũng chỉ quanh quẩn đâu đây thôi chứ sao mất được bà nội. Tao không có biết, nhà này chỉ có mày thôi, không mày thì là ai hả? Mày mà không tìm ra cái đồng hồ của tao là mày biến khỏi nhà này nha luôn. Kìa cha nội, có biết cái gì đâu tự nhiên đổ thừa người ta. Mày nghĩ tao đổ thừa mày thiệt không? Đổ thừa thiệt. Mày có biết cái đồng hồ của tao mua bao nhiêu tiền không? Hình như mấy triệu phải không? Gần 20 triệu của tao ở đó mấy triệu. Trời, mắc dữ vậy. Bộ đồng hồ này nó có đính kim cương hả? Ủa, sao mày biết nó đính kim cương? Ê, thiền quan lần nó ghé chơi, tụi có móc cái đồng hồ ra khoe nó. Lấy lẹ thôi. Đó, mày nói chuyện với con lú cái đít mẹ. Chết cha rồi, thôi để đi tìm lại cho. Nhớ hôm qua để chỗ này mà ta. Mùi vẫn còn đây nè, sao nó biến mất tiêu ta? Mày mà không tìm ra được là tao bán mày nghe luôn. Trời, giả mang vậy. Mày biết tao quý cái đồng hồ như thế nào không? À không. Tao quý nó còn hơn mày nữa. Giả mang thiệt. Ủa, ông mua ở đâu vậy? Ở đồng hồ đẹp.org. Có gì không? Không. Không sao hỏi? Thì tính dịp 30 tháng 4 này mua chân lơn đeo cái chơi mà. Ủa mày có tiền mua luôn hả luôn? Trời ơi, sao không có? Ở đâu mà mày có? Thì đồng hồ của ông á, tôi mang đi bán rồi. Trời đất ơi. Nói thiệt mà. Thiệt hả? Ừ. Mày bán được nhiêu vậy luôn? Thì cũng gần 10 triệu. Mày có bị khủng không luôn? Không, khủng thiệt. Vừa qua có người nói tôi khùng. Mới mua cái đồng hồ gần 20 triệu, xài chưa được mấy ngày mày đem đi bán. Mua đồng hồ khác mày tặng con lớn hả luôn? Trời ơi, phải tranh thủ chứ cha. Dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này bên đồng hồ đẹp.org họ đang giảm giá đó. Lu à? Hả? Dọn đồ ra ngoài ở đi con. Đi liền. Lu bị khùng không thích sống chung với mấy người tỉnh đâu. Bye nha.